Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6 năm 2023 tại khu du lịch Ao Vua, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã diễn ra tọa đàm thực trạng và giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe cộng đồng và nâng cao hoạt động của y tế cơ sở bằng y học cổ truyền. Chương trình do Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Ao Vua, Viện Nghiên cứu Sức khỏe người cao tuổi và Y tế cộng đồng phối hợp tổ chức. Tới dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ cơ cấu dân số, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế. Thầy thuốc nhân dân Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam Y. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nam Y, cùng các ông bà là đại diện lãnh đạo của các hội của Trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nhấn mạnh, quán triệt nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các quyết định và chương trình chăm sóc sức khỏe của Thủ tướng Chính phủ, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng đề án góp phần củng cố hệ thống y tế cơ sở và tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và từng bước chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm nhằm tìm ra các nội hàm chủ yếu, nội dung, phương thức, mô hình hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả. Tuy chưa tổng kết nhưng qua thực tế triển khai, bước đầu đã có thể rút ra một số cách làm và mô hình có hiệu quả. Hội sẽ chỉ đạo để tiến tới tổng kết và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Hiện nay, huyện Ba Vì có trên 1.000 cán bộ ngành y tế, trong đó cán bộ làm công tác đông y chiếm 10% và gần trên 400 hội viên hội đông y hoạt động lĩnh vực y học cổ truyền. Đồng thời, với sự quan tâm đầu tư, sửa chữa, xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã nâng tỷ lệ khám và điều trị cho người bệnh bằng y học cổ truyền tại y tế cơ sở đạt trên 30%. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hiệu quả góp phần bảo tồn, phát triển các nguồn dược liệu quý như công viên thảo dược Đảo Ngọc Xanh thuộc Công ty Du lịch Ao Vua nuôi trồng và bảo tồn trên 500 loài cây thuốc quý. Mô hình vườn thuốc nam trạm y tế xã Tiên Tiến y học cổ truyền, mô hình làng nghề thuốc nam xã Ba Vì. Tuy nhiên, hiện tại y học cổ truyền trên địa bàn huyện vẫn chưa phát huy hết những tiềm năng sẵn có, đặc biệt trong những năm tới, vấn đề sức khỏe cộng đồng như các bệnh mãn tính không lây, cơ xương khớp, đái tháo đường, tim mạch, tình trạng già hóa dân số, các bệnh dịch mới nổi có xu hướng gia tăng. Con người hướng đến sử dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc, các thuốc có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi nền y học cổ truyền của nước nhà trước những thách thức và cơ hội mới. Thông qua buổi tọa đàm, các nhà khoa học, các đại biểu tiếp tục có những ý kiến đóng góp về công tác y học cổ truyền của thành phố Hà Nội nói chung và huyện Ba Vì nói riêng, để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân bằng đông y ngày càng phát triển, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ các tham luận như mô hình và giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, sinh lý và bệnh lý lão khoa, phương pháp luận nhân tạo sản phẩm cải thiện trí nhớ từ thảo dược và những nét đặc thù về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.